Xin chào các bác nhá. Đây là cái cây cải hôm trước em làm clip cho các bác xem này. Hôm nay nó đã mọc rồi. Mọc rồi. Mấy cây nó nắng quá thì nó không phát triển được. Đây là dâu tây thì em chuyển từ phía thùng xốp lên. Bên đây thử xem thế nào. Kia là xà lách. Còn đây là cái cây cải bẹ trắng nhá, nó to nhá. Đây cải bẹ xanh này, đây cải bẹ trắng này, đây là ngó má này. Trước đây thì em có trồng một cái ngó má thủy canh nữa, nhưng mà em bỏ chuyển sang trồng đất thôi, mình ăn nó hết. Đây cây ngó má thủy canh các bác nhìn nó to kìa, đấy, cốc của nó to. Thì quay lại cái clip hôm nay thì tiếp tục chia sẻ cho các bác về một cái dụng cụ thứ hai. Đây là cái dụng cụ thứ hai trong cái clip trước thì em có chia sẻ cho các bác về cái bút đo nồng độ chất dinh dưỡng. Còn đây là cái bút đo nồng độ pH nhá. Đây cấu tạo của nó thì cũng giống như là cái bút đo nồng độ chất dinh dưỡng thôi. Đây cái đầu cảm biến con này. Đấy, cầu độ cảm biến của nó. Nó có một cái đây là cái phần nội, cái que cảm biến, còn đây là cái phần ngoại. Các bác cũng khi các bác đo thì cái mức nước của các bác để một bậc này nhé, thì nó đo nó sẽ chuẩn nhất. Trên thị trường thì nó cũng có nhiều loại khác nhau. Khi mà các bác mua thì một cái bút thì nó cũng cho ra rất nhiều cái kết quả khác nhau. Thì em cũng dùng nhiều loại núc muối và tập tành trong thủy canh thì cũng có sử dụng nhiều loại. Thì qua cái thực tế và sử dụng thì em thấy là cái loại bút này là cái độ chuẩn xác cao nhất. Nếu mà chuẩn nhất là các bác có thể sử dụng giấy quỳ. Cái giấy quỳ thì mỗi lần mình sử dụng thì nó lại khá là tốn kém. Thì cái này sử dụng là lâu dài. Ở đây là cái pin nhá, gọi là cạnh pin. Đấy. Ở đây là màn hình. Đây là cái nút tắt bật. Đây là nút sử dụng khi mà các bác mới về để các bác điều chỉnh cái lượng pH chuẩn. Đấy. Cái này mình sử dụng ít dùng lắm, chủ yếu mình sử dụng cái này. Mình đo trực tiếp ở đây. Đây, các bác nhìn lại nhá. Cái này là của Việt Nam sản xuất. Trước đây em có sử dụng cái vỏ này thì lâu rồi không tìm được cái vỏ thì quay lại cho các bác xem. Đấy. Thì cái dung dịch mà pH chuẩn là nó từ 5.6 đến 6 dưới 7 chấm thì là dung dịch đạt pH chuẩn nha các bác nhá. Đối với trồng các loại rau ăn quả ăn lá thì chúng ta phải đạt được cái pH là như vậy. Thì trong một clip khác thì em sẽ hướng dẫn các bác cách điều chỉnh pH trong cái khuôn khổ. Vì hôm nay thì em chỉ giới thiệu cho các bác cái thiết bị mà cái thiết bị mà nó pH của nó mà chúng ta mà cảm thấy là em sử dụng nó thấy yên tâm nhất. Đây các bác nhìn, các bác nhìn kỹ nha. Cái nó chỉ tầm không nhớ tầm trên 200.000 thôi. Các bác nhìn kỹ nha. Đấy. Đây được gọi là cái bút đo pH trong dung dịch trong nước. Các bác có thể ứng dụng trong việc nuôi cá cảnh. Các bác có thể đo khi mà chúng ta mới đổ nước vào thì các bạn cần phải xử lý nước, thì đo cái này. Đối với cá thì các bác phải trên 7 chấm. Rau thì nó lại ít hơn. Có cái bút này thì các bác có thể xác định được là cái rau nhà bác nó bị nguyên nhân nó vàng lá là do thiếu chất hay là do pH quá cao hoặc quá thấp. Khi các bác trồng cái cây này mà rau mà cứ thấy hiện tượng vàng lá này, phải nghĩ đến ngay về việc pH nó đang có vấn đề. Chúc các bác thành công với cái phương pháp trồng thủy canh này nha. Đây là một cái dụng cụ rất là thiết yếu cho các bác mới tập trồng thủy canh.